Anh à, cái chuyện mà anh Đạt á, anh đã đích thân tới đây mời mình, mà mình không đi á hả, mai mốt gặp lại ảnh á là mình không biết ăn làm sao, nói làm sao với ảnh nữa đó. Bận lắm. Bận gì? Bữa đó mình có làm cái gì đâu. Anh không muốn tới đó. Anh đó nha, em nói thiệt đó nha, anh kỳ lắm. Lý ra anh phải dẫn vợ của anh đi đây đi đó cho hiểu biết. Đằng này để ở nhà không hả? Chồng con thiệt á, nản luôn á. Thôi được rồi, anh cũng đo rồi, cả nhà ăn cơm đi. Nè 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 nè, làm gì kỳ cục vậy? Nói cho anh biết nghe chưa, hồi xưa tôi cao giá lắm đó. Biết vậy hả? Hồi xưa lấy anh Đạt cho rồi. Cái gì? Em mới nói cái gì đó? Lấy tôi cho đã, bây giờ em hối hận hả? Phải, tôi hối hận rồi đó. Em nói thiệt không? Thiệt. Ghen hả? Làm gì vậy? Em lên phòng nghỉ đi, tối nay tôi ngủ ở phòng làm bánh. Ê ê ê ê, cái gì mà kỳ cục vậy? Anh làm vậy cả nhà biết vợ chồng mình gây lộn thì sao? Em nói là em hối hận mà, tôi đi cho em vừa lòng. Ừ. Trời ơi, cái gì vậy không biết nữa, tôi nói hồi nào? Em mới vừa nói lúc nãy đó. Trời ơi, giỡn chơi, giỡn chơi, giỡn chơi. Giỡn chơi để thử lòng anh thôi mà. Kỳ quá, ngồi xuống thôi mà. Trời ơi, em chỉ thử lòng anh thôi hả? Sao anh kỳ cục quá à? Ngồi xuống đi. Không ngồi ăn cơm lát tụi nó ra thấy vợ chồng mình gây lộn không được đâu. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi, tụi nó ra kìa. Chú mừng của mày á, lúc nào trong chuyện này, trong tình huống này cũng luôn luôn thắng. Đúng rồi, chú nói đúng rồi đó. Hồi nãy á, chú mừng kèo trên thấy rõ luôn. Nè, chuyện tình cảm vợ chồng á, nhiều cái khó nói lắm. Mà con không hiểu tại sao nha, mà chú mừng không chịu đi dự tiệc của chú Đạt á. Tại mày không biết á, chuyện là vậy nè. Ngày xưa chị Cúc của mình nè, chị thích anh Đạt. Nè nè, mày nhớ không, cái đợt trước á, anh Đạt ghé thăm thầy á, chị Cúc á chỉ cần nhìn anh Đạt một chút thôi, nhìn một hồi cái tự nhiên mặt đó ửng hồng lên. Ồ, hèn chí. Tâm lý đàn ông mà, nghĩ sao ông Mừng chịu được. Ồ, hèn chí mà hồi nãy nhắc tới chú Đạt một cái, tự nhiên thấy chú Mừng nổi nóng lên. Còn đúng. Còn cô Cúc giống như là ghẻ chú Mừng vậy đó. Ừ. Ủa, Quân, không ăn cơm đi đâu vậy con? Dạ, con không đói, con muốn đi dạo một chút. Chú, con thấy thằng này nó cực kỳ sao chú? Sao kỳ? Nó có vẻ như là đang giấu giếm cái chuyện gì đó mà không muốn nói cho hai chú cháu mình biết. Theo con á, nó giấu giếm chuyện gì vậy? Thì giống như là hôm bữa nè, con hỏi nó là quê quán ở đâu, rồi nhà nó có bao nhiêu anh chị em, rồi anh chị em nó tên gì, trai hay là con gái, rồi hàng xóm nó khỏe không hay là như thế nào. Nó không trả lời con chú. Nó không trả lời con luôn? Nó không thèm trả lời con một tiếng nào luôn đó chú. Mày à, tào lao. Mày hỏi lần thôi, mày hỏi hoài người ta không trả lời thôi. Nhiều chuyện, gặp tao á, tao ký đầu mày rồi. Tình yêu đâu phải hy sinh là sẽ giữ được một người mãi mãi. Càng không phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên kia.